Thưa quý vị, tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm phòng chống dịch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ngành, quận, huyện vào cuối giờ chiều qua. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Đến đây, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho hơn 516.000 người trên 18 tuổi, chiếm tỷ lệ 60%, Hiện các cơ sở y tế đang điều trị cho 258 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 239 trường hợp không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Ngành y tế đề nghị các địa phương mạnh dạng đánh giá cấp độ dịch để có những biện pháp phù hợp. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh nhận định tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, nhưng người dân đang có tâm lý chủ quan với dịch bệnh, điều này rất nguy hiểm đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Đề nghị tiếp tục tuyên truyền cho người dân phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hương cho biết, có rất ít hàng quán trên địa bàn mạo mã QR code gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết. Vì vậy, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiếp cận phần mềm quét QR sở chung của Bộ Thông tin và Truyền thông, thông tin lại cho các địa phương để có hướng xử lý phù hợp. Đề nghị các địa phương ấy thì các đồng chí cũng tích cực uh, trong cái triển khai các cái chỉ đạo của Ủy ban thành phố trước đây và tôi nghĩ rằng là phải xử lý mạnh phạt mạnh những cái đối tượng những người mà không nghiêm túc thực hiện các cái biện pháp của chúng ta Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hút cũng đề nghị các địa phương kiện toàn và phát huy hơn nữa vai trò của tổ Covid cộng đồng. Ngành y tế hướng về địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, công an thành phố hướng khẩn trương lập mã định danh của học sinh khối trung học cơ sở để ngành y tế sớm tổ chức tiêm vaccine cho các em đồng thời chia sẻ với các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn vì đã hoạt động trong thời gian dài vất vả phá. nên đề nghị công an y tế địa phương quan tâm động viên lực lượng này yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát hỗ trợ các đối tượng bị sót chưa nhận hỗ trợ trước đó và cập nhật rà soát chính sách mới bổ sung hỗ trợ với đối tượng cấp dưỡng ở trường mầm non công lập